vườn nho thân bổ tứ quý tại nhà vườn Khánh Võ đang cho hoa cho trái chia chít. Nhà vườn Khánh Võ vì một Việt Nam xanh. Đây là cây nho thân bổ tứ quý size lớn tại nhà vườn Khánh Võ bên em. Dòng này là cây cho hoa cho trái liên tục quanh năm. Đây là một trong những cái dòng cây mà cực kỳ độc lạ luôn. Ở Việt Nam mình không có cái loại cây nào tương tự như vậy. Nó chỉ có sung nhưng mà cái sung nó cũng không có ra được riêng trái như vậy luôn là các bạn. Tên cây là lúc nào cũng có trái chín này, rồi trái xanh, hoa, trái non li ti này. Và có cả những cái mặt mù như thế này là chuẩn bị để cho hoa cho trái này. Khi mà trái chín thì nó sẽ có cái màu đen như thế này là tầm độ khoảng 3 ngày nữa là trái chín. Và hiện tại thì trái nó khá to rồi các bạn anh chị, to hơn ngón tay cái của em. Nó tiếp chồng lên nhau này. Đó. Cái loại này có một cái đặc điểm rất là nổi bật, đó là cây nó càng lớn tuổi thì trái lại càng nhiều, trái lại và ăn lại càng ngon. Em hãy để cho cô bác anh chị thấy được là bên trong trái nó như thế nào. Trời ơi, cái trái bự chả bá luôn nha. Loại này thì ăn rất là thơm, rất là ngọt luôn. Và đây là bên trong của trái này. Đó, nước nó ra này, rất là thơm. Phía trong nó có cái hạt này. Và cái độ ngọt nó sẽ tăng cao khi mà trái chín. Mình trồng cây này thì lá xanh quanh năm. Thứ hai là trái liên tục quanh năm như thế này. Cây thì nhà vườn bên em có rất là nhiều size cây luôn. Size này là size cây lớn với hoành gốc trung bình khoảng tầm 30-35cm. Còn có những cái size cây tầm trung như thế này thì hoành gốc nó trung bình nó tầm độ khoảng 17 cho đến khoảng 23cm. Như cây này là mới thu hoạch trái xong rất là nhiều và hiện tại là cây đang tiếp tục cho hoa chi chít luôn này các bạn anh chị. Đó, hoa là hoa ra trùng luôn nhé, hoa nhỏ li ti màu trắng, cây khỏe dễ trồng dễ chăm. Và đặc biệt là cây này là mình trồng được khắp tất cả các tỉnh thành luôn nhé, cây không có kén đất. Bên em có ship hàng toàn quốc, quý cô bác anh chị quan tâm liên hệ ngay với lại nhà vườn Khánh Võ bên em để được chọn cây đẹp vừa ý nhé. Hotline 0962347777, địa chỉ vườn 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.vn. Nhà vườn Khánh Võ vì một Việt Nam xanh.